Người thân của ông Lê Đình Kình, nhân vật được coi là thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm, hôm 14 tháng 6 cho biết ông bực bội sau cuộc điện thoại với Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Trong đó, nhà lãnh đạo này được cho là đã nói rằng không có con dấu của chính quyền trên tờ cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự mà ông Chung đã ký vào hồi tháng 4. Một người dân không muốn nêu tên cho VOA Việt ngữ biết rằng các dân làng cũng đang rất bức xúc. Dân làng là một chủ tịch thành phố có chức có quyền mà nói giữa hàng bao nhiêu công chúng, 1.000 dân vạn dân nói chung là khắp cả thế giới. Mà bây giờ ông Chung lại lật lọc như thế thì người ta rất là phẫn nộ. Người ta cũng nghĩ là người ta chả có tội gì mà truy tìm được người ta. VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với ông Chung để phỏng vấn. Công an Hà Nội trước đó đã khởi tố vụ án hình sự liên quan tới việc bắt giữ 38 người thi hành công vụ tại thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức để điều tra về tội bắt giữ hoặc giam người trái phép luật và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Quyết định này được đưa ra gần 2 tháng sau khi đích thân ông Chung tới hiện trường và đã ký vào bản cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân dân xã Đồng Tâm để ngày 22 tháng 4 với sự chứng kiến của luật sư và các đại biểu Quốc hội. Trả lời VOA Việt ngữ, luật sư Hà Huy Sơn và Võ An Đôn cho rằng giấy cam kết không có giá trị pháp lý và việc khởi tố hoàn toàn đúng quy định của pháp luật. Ông Đôn nói thêm. Này, chính việc không khởi tố thì nó sẽ tạo ra một tiền lệ mà người dân không sợ và sẵn sàng có những vụ đồng tâm khác, cho nên nhà nước khởi tố. Nhưng mà khởi tố mà có bắt giam ai hay không là một vấn đề khác. Báo Vietnamnet dẫn lời ông Nguyễn Đức Chung nói hôm 14 tháng 6 rằng Hà Nội sẽ hoàn chỉnh kết luận thanh tra quản lý và sử dụng đất đai tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào tháng 7 tới. Không rõ là trong cuộc gặp báo chí trong nước, ông Chung có phản hồi về những bức xúc của người dân hiện nay hay không. Vụ tranh chấp đất đai giữa người dân xã Đồng Tâm và chính quyền địa phương xảy ra đã nhiều năm nay, nhưng đỉnh điểm là vào ngày 15 tháng 4, khi Công an Hà Nội bắt giữ 4 người dân Đồng Tâm để điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng, mà thực tế là do tranh chấp đất đai. Xung đột cũng là một người dân làng là cụ Lê Đình Kình, đại diện dân làng trong vụ tranh chấp đất đai, bị thương phải nhập viện. Vụ việc đã vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân và đã dẫn đến việc người dân bắt giữ 38 người, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức, công an và cảnh sát cơ động. Vụ việc kéo dài cho đến ngày 22 tháng 4, khi ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch thành phố Hà Nội, đến thôn Hoành, xã Đồng Tâm. Ông Chung cam kết với người dân sẽ thanh tra khách quan khu đất đang tranh chấp trong vòng 45 ngày và hứa là sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân Đồng Tâm. Bản cam kết đề ngày 22 tháng 4 có chữ ký của ông Chung và nhiều người chứng kiến khác. Tuy nhiên, theo quyết định của Công an Hà Nội vào chiều ngày 13 tháng 6, chính quyền Hà Nội đã quyết định khởi tố hình sự vụ Đồng Tâm để điều tra hai tội danh, bắt giữ hoặc giam người trái luật theo điều 123 Bộ Luật Hình Sự, và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ Luật Hình Sự. Theo Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, tội bắt giữ hoặc giam người trái luật có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 5 năm với trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. Trong khi đó, tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ Luật Hình Sự có thể chỉ bị phạt cải tạo không giam giữ 3 năm nếu tội ít nghiêm trọng, nhưng đối tượng cũng có thể phải chịu đến 20 năm tù trong trường hợp tội đặc biệt nghiêm trọng. Cũng trong bản cam kết của ông Nguyễn Đức Chung có ghi rõ điều thứ ba là cam kết chỉ đạo điều tra xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Luật sư Trần Vũ Hải nói rằng cụ Kình đã cao tuổi, cho nên việc bắt cụ trong trường hợp tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng là sai luật. Về vấn đề này, công an họ đang nói là họ đang điều tra xác minh, còn nhân dân thì khẳng định rằng là trái pháp luật. Và bản thân ông Kình cũng là một người tám mấy rồi, thì theo luật Việt Nam ấy, trong mọi trường hợp nó cũng không thể bắt giữ được ông. Đối với cái gọi là tội ít nghiêm trọng hay tội nghiêm trọng. Cụ Lê Đình Kình, 82 tuổi, là một trong 4 người bị Công an Hà Nội bắt hôm 15 tháng 4 vì bị cho là có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến cáo buộc gây rối trật tự công cộng tại Đồng Tâm. Ngay sau khi quyết định khởi tố vụ Đồng Tâm được đăng trên các mặt báo, trên mạng xã hội, nhiều người ngay lập tức tỏ rõ thái độ thất vọng, mất niềm tin khi ông Nguyễn Đức Chung đã thất hứa với bà con dân Đồng Tâm. Anh Trịnh Bá Phương, con trai bà Cấn Thị Thêu, một nhà tranh đấu vì đất đai cho dân Oan, hiện đang bị bắt giam, nói với chúng tôi rằng, ngay từ thời điểm rộ tin ông Chung hứa sẽ không khởi tố bà con Đồng Tâm, anh đã nghĩ ngay rằng
đây chỉ là lời hứa suông theo cái sách chuẩn bị trước của chính quyền. Trong cái thời điểm đó em cũng đã tin đoán rằng người dân sẽ phải đương đầu với nhiều sóng gió nữa, sự xáo trở, sự lật lọng từ phía ông Trung chủ tịch. Ông Trung chủ tịch cũng đã là người liên quan trong cái vụ bắt bớ mẹ em, bố mẹ em cũng như là người dân Dương Nội. Thế nên là cái sự lời hứa hẹn của phía chủ tịch Hà Nội em cho rằng là không có giá trị gì cả. Đó là một cái kế sách của họ. Kế sách của họ là họ kéo dài thời gian và từ đó họ tìm ra các cái sơ hở của người dân Đồng Tâm. Xin được nhắc lại, đã nhiều năm người dân Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức đưa đơn thư tố cáo các cơ quan chức năng đã thu hồi đất nông nghiệp của người dân để giao cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi vào cuối tháng 3, Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Đồng Tâm. Vụ việc Đồng Tâm đã thu hút sự chú ý của công luận và cả quốc tế. Tại kỳ họp Quốc hội khóa 14 đang diễn ra tại Hà Nội, một số đại biểu Quốc hội cũng đã chất vấn chính phủ về việc này. Có đại biểu Quốc hội nhận định rằng công an đã tấn công áp đảo bà con Đồng Tâm. Đại biểu Dương Trung Quốc, người đã trực tiếp về thôn Hoành với Chủ tịch Hà Nội, thì nói rằng người dân trách sao để dân cô độc, còn bị quy là chống đối. Họ hỏi người đại diện cho họ đang ở đâu. Cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hai tội danh trong vụ Đồng Tâm nổ ra vào trung tuần tháng 4 vừa qua. Báo An ninh Thủ đô loan tin như vừa nêu nói rõ, vào ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định số 129 để điều tra hai tội danh bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật theo điều 123 và hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo điều 143 Bộ luật hình sự Việt Nam. Xin được nhắc lại, người dân xã Đồng Tâm bắt giữ hơn 30 cán bộ và cảnh sát cơ động vào ngày 15 tháng 4 để làm con tin sau khi lực lượng chức năng bắt 4 người dân trong vụ tranh chấp đất đai lâu nay giữa dân chúng địa phương và quân chủng phòng không qua Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đến ngày 22 tháng 4, ông Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung về Đồng Tâm để nói chuyện trực tiếp với dân làng và tất cả những người bị bắt giữ được thả ra. Ông Chung hứa sẽ cho điều tra vụ việc trong vòng 45 ngày và giải quyết theo nguyện vọng của người dân. Sáng ngày 22 tháng 4 năm 2017 vừa qua, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã cam kết sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người dân xã Đồng Tâm trong vụ việc bắt giữ 38 quan chức và nhân viên cảnh sát cơ động. Đồng thời, ông Chung cũng hứa sẽ chỉ đạo cơ quan thanh tra làm việc một cách khách quan trong việc quản lý sử dụng đất đai tại địa bàn này, cũng như việc bắt giữ người trái phép của công an huyện Mỹ Đức trước đó. Ngay sau đó, toàn bộ 19 quan chức và số cảnh sát cơ động còn lại đang bị giữ ở Đồng Tâm một tuần trước đã được người dân trao lại cho ông Chủ tịch Hà Nội. Ông Hòa, một người dân huyện Mỹ Đức, Hà Nội nhận xét: Tôi rất là hài lòng với cách giải quyết của Chủ tịch thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, tôi cũng khá ngạc nhiên với cách giải quyết mang tính thuận lòng dân như vậy. Đó là một điều mà xưa nay tôi chưa từng thấy trong cách hành xử của chính quyền. Dư luận cho rằng, quyết định của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong việc tháo ngòi nổ cho điểm nóng Đồng Tâm là một bước lùi của chính quyền Việt Nam nếu như so với cách xử lý các vụ Cồn Dầu, Tiên Lãng, Phan Giang trước đây. Từ Nha Trang, nhà báo Võ Văn Tảo đã lý giải các nguyên nhân dẫn đến kết cục tốt đẹp trong việc xử lý sự kiện Đồng Tâm của chính quyền Hà Nội và các bên liên quan, ông nhận định. Thứ nhất là tôi nghĩ rằng ông Trung là một người có nhân văn. Cái thứ hai nữa, cái vụ việc Đồng Tâm, cái tình thế nó như thế, buộc họ phải như thế. Thì chọn phương án đấy là tôi ưu. Thứ ba nữa là gì? Người dân Đồng Tâm họ rất là khôn khéo và rất kiên quyết, cần mềm mỏng, rất mềm mỏng, biết ve vuốt chế độ, nhưng mà cũng rất cứng rắn. Dưới nhan đề thắng và thua ở vụ trận năm 2008 và Đồng Tâm năm 2017 đăng trên trang Bosit, nhà văn Vũ Ngọc Tiến có viết rằng lần này ông Nguyễn Đức Chung, đại diện cao nhất cho chính quyền thành phố Hà Nội, đã chọn giải pháp đối thoại cởi mở, chân tình với người dân Đồng Tâm nên được bà con địa phương và dư luận cả nước hồ hởi đón nhận, xem ông như một anh hùng. Tôi tin sắp tới chính quyền và nhân dân xã Đồng Tâm đều thắng, mở ra một kỷ nguyên mới cho chính sách tam nông ở ngoại thành Hà Nội và trên cả nước. Những điều cam kết của ông Trung là thật lòng và có thể gặp chút rào cản, nhưng sẽ thành hiện thực, hy vọng là như thế.
trước phản ứng của dư luận xã hội, đã có rất nhiều người hoài nghi, không tin vào sự thành tâm từ phía chính quyền Hà Nội, bởi họ còn ám ảnh sự kiện nông dân huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nổi dậy vào năm 1997. Khi đó, cũng xoa dịu dân chúng, chờ sự bức xúc của dân chúng lắng xuống, thì lập tức phía chính quyền lật lọng tiến hành bắt giữ, truy tố, xét xử những người lãnh đạo phong trào với những bản án nặng nề. Theo nhà báo Võ Văn Tạo, đó là chuyện của ngày xưa, mỗi thời mới khác, theo ông. Bây giờ thì tình thế đã khác trước rất nhiều, ông giải thích. Tức là nó có một cái tề lệ, nhưng mà trong cái cảm nhận của tôi á, là cái khả năng mà lật lọng thì nó ít hơn là cái khả năng là giữ đúng cam kết. Chỉ cái khả năng nó lệch lối chừng khoảng 3-40%, còn lại 6-70% là khả năng là sẽ không bị lật lọng. Vì tình thế nó có nhiều cái khác nhau. Thái Bình vào thời gian đó nó lâu rồi, lúc ấy chưa có mạng internet phát triển thông tin như thế này, dư luận phong trào đấu tranh cũng chưa mạnh mẽ như thế này. Đánh giá vai trò của mạng xã hội và truyền thông lề dân trong vụ việc Đồng Tâm, ông Hòa thấy rằng một vụ việc nóng bỏng như Đồng Tâm nhưng báo chí nhà nước hạn chế đưa tin, và nếu có đưa tin thì lại hoàn toàn sai lệch, ông nói. Theo tôi thấy vai trò của mạng xã hội như Facebook hay YouTube có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong vụ việc Đồng Tâm, nó có tác dụng làm cho dư luận xã hội nắm bắt tin tức nhanh chóng hơn. Quan trọng hơn là nó đã giúp được người ta hiểu được thực chất của vấn đề. Trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Đoan Trang có viết rằng để xảy ra tình trạng Facebooker phải vào cuộc đưa tin, phần lỗi thuộc về một nhà nước hạn chế tự do ngôn luận và một nền báo chí bị nhà nước kiểm soát. Và nếu không có mạng xã hội lên tiếng, bình luận, phân tích, mở rộng vấn đề thay vì chỉ đưa tin, thì rất có thể Đồng Tâm đã bị đàn áp trong im lặng như những Nghệ An, Thái Bình, Tây Nguyên năm nào. Đồng tình với nhận xét của nhà báo Đoan Trang, nhà báo Võ Văn Tạo đánh giá. Tôi đánh giá cao cái mạng xã hội, cái ý kiến của đa số những người có lương tri trong cái việc là đóng góp ý kiến hoặc là khuyên nhà nước. Thế thì tôi nghĩ rằng là cái mạng xã hội đã đóng vai trò rất tốt, nhưng mà ở cái kết quả của Đồng Tâm này á, cho nên mạng xã hội có quyết định hay không thì tôi nghĩ là không quyết định, nhưng mà nó có vai trò quan trọng. Nhà báo Nguyễn Anh Tuấn đã viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng sự kiện Đồng Tâm rồi sẽ đi vào lịch sử như một trong những thất bại lớn nhất của đảng cầm quyền trong việc giải quyết tranh chấp giữa nhà nước và người dân, cam kết không truy cứu hình sự hành vi bắt giữ cán bộ công an của dân làng Đồng Tâm. Không chỉ là một biệt lệ trong diễn giải pháp luật hình sự, cũng không chỉ là sự thoái lui của giải pháp bạo lực quen thuộc, mà nó còn là chấp nhận tạo ra tiền lệ rằng nếu sự phản kháng của dân chúng đủ mạnh, các yêu sách của họ sẽ được chấp thuận mà chẳng ai chịu bất kỳ trừng phạt gì. Mời quý vị nghe bài Mỹ Đức quả bom ruộng đất Việt Nam do nhóm phóng viên RFA tường trình từ Việt Nam. Trong gần một tuần, kể từ hôm 15 tháng 4 đến nay, thông tin về bà con nông dân xã Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội đấu tranh, bắt nhốt 38 cảnh sát cơ động và cố thủ trong làng, chuẩn bị tinh thần đấu tranh cao độ để đối phó với lực lượng công an Hà Nội đang bố rác, cắt điện, cắt nước và phá sóng di động. Sự việc như một quả bom đã được kích hoạt. Vấn đề căng thẳng do đền bù bất hợp lý đất đai của nhà nông vẫn chưa được giải quyết, nhưng chính quyền đã tiến hành truy tố người dân đấu tranh. Liệu sự việc này sẽ đến đâu và đâu là nguyên nhân? Một người dân sống ở xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức tên Hạnh chia sẻ. Ruộng chính quyền họ lấy đất của dân, họ đang không trả để đất ruộng đất khác, đất em bán. Bây giờ là người ta đang dân người ta đang đòi đất ruộng của chính quyền, nhưng chính quyền thì bán cho Viettel rồi, đang lằng nhằng cái vụ đất ruộng đấy. Thì họ lấy của dân nhưng mà họ không trả, dân đòi thôi. Bà Hạnh chia sẻ thêm, vấn đề thu hồi và đền bù đất ở Mỹ Đức dường như có sự bất minh ngay từ đầu. Nghĩa là trước thời điểm xảy ra biến cố Đồng Tâm nhiều năm, đã có một chương trình xây dựng sân bay Miếu Môn và dự án này thu hồi đền bù đất ruộng của bà con nhân dân xã Mỹ Đức với giá rất thấp và người dân vui vẻ chấp nhận điều này. Vì sân bay Miếu Môn là công trình quốc phòng, có tính phúc lợi xã hội. Nhưng điều này không diễn ra đúng như lời hứa từ phía nhà nước, quỹ đất canh tác của người dân bị chặn đứng và bỏ hoang suốt một thời gian dài.
Trong khi không có đất để canh tác, nông dân xã Đồng Tâm phải đi làm thuê tứ xứ. Các chợ lao động trên thành phố Hà Nội với hàng chục, có lúc lên đến hàng trăm người xếp hàng chờ chủ thuê đến gọi, đều là người dân của xã Đồng Tâm. Số tiền đền bù đất nông nghiệp lúc đó tính ra mỗi mét vuông đất không mua được một ổ bánh mì, nhưng bà con nông dân vẫn chấp nhận để nhà nước xây sân bay. Thế rồi, mọi chuyện thay đổi không theo dự tính. Từ một công trình xây dựng quốc phòng là sân bay Miếu Môn, người ta hô biến nó thành một công trình có tính thương mại, bán nó cho tập đoàn Viettel và cả một quỹ đất khổng lồ hàng trăm ngàn mét vuông, nơi vốn dĩ là mảnh đất sinh sống hàng trăm năm nay của người dân Đồng Tâm bị biến thành miếng mồi béo bở của tập đoàn Viettel. Và với giá bồi thường cho mỗi người dân mỗi mét vuông chưa mua được một ổ bánh mì, người ta biến thành đất xây dựng bán ra thị trường với giá 30 triệu đồng một mét vuông. Điều này gây bức xúc trong nhân dân, bởi vô hình trung, hành vi thổi đất quốc phòng thành đất bán trên thị trường của những người đang nắm chức sắc trong bộ máy nhà nước đã mang tính lừa đảo nhân dân, mượn danh quốc phòng, mượn danh phúc lợi xã hội để lấy đất của dân để bán. Và câu chuyện người dân Đồng Tâm nổi dậy đấu tranh đòi đất là một hệ quả tất yếu sau quá trình dài bị nhà cầm quyền lừa đảo họ. Ngày 15 tháng 4 năm 2017, lực lượng công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an huyện Mỹ Đức tiến hành bố ráp bà con nông dân xã Đồng Tâm để bảo vệ cho Viettel cải tạo đất sân bay Miếu Môn thành đất của Viettel để bán. Việc này đã dẫn đến phản ứng dữ dội của bà con nông dân xã Đồng Tâm. Có thể nói rằng, mức độ phản kháng của người dân gay cấn chẳng kém gì mức độ phản kháng của ông Đoàn Văn Vương ở Tiên Lạng, Hải Phòng trước đây. Có 38 cảnh sát cơ động bị bà con nông dân Đồng Tâm bắt nhốt trong nhà văn hóa thôn Hoành, và trong những lúc căng thẳng cao điểm, cảnh sát, an ninh và nhà cầm quyền cho bao vây, bố ráp, cách ly hoàn toàn người dân xã Đồng Tâm với thế giới bên ngoài bằng cách cắt điện, cắt nước, phá sóng để người bên trong xã không thể nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Mọi thông tin tại Đồng Tâm hoàn toàn bị cắt đứt bởi lực lượng cảnh sát, an ninh bao vây dày đặc chung quanh xã Đồng Tâm. Đáp trả lại, những người dân Đồng Tâm đã tẩm xăng chung quanh khu vực các cảnh sát cơ động bị nhốt và tuyên bố rằng nếu như lực lượng an ninh tấn công vào bên trong khu vực rào cản do dân thiết lập thì dân sẽ phóng hỏa thiêu rụi nhà văn hóa thôn nơi đang nhốt các cảnh sát cơ động. Một người dân trong xã Đồng Tâm không muốn nêu tên chia sẻ. Cũng không, tức là nó cũng sẽ đàn áp nhưng nó sẽ làm nó nhỏ lực lượng đi đã, tỉa bót giảm lòng dân đi đã. Tất nhiên nó sẽ phải làm trước ngày 30/4, kiểu như là nó người dân không lấy được đất, bản thân nó cũng tránh đụng độ lớn, bản thân người dân thì nắm cái tay mãi thì cũng mỏi. Thế nên bây giờ người ta tính cái thời điểm nào thôi. Ví dụ như là nó sẽ tỉa dần. Nhưng mà nó tránh cái sự đàn áp mạnh thì nó tránh đến mức nào thì mình chưa biết. Nếu như nó có cái việc là nó ngay cả việc này nó làm đồng thái như thế này thì cũng xong. Nên đấy là cao thủ nhất là gì? Nó tuyên bố không khởi tố và người phải xóa đánh cờ lại. Xóa đánh cờ lại từ đâu? Tức là quân người nó rút về hết, tất cả thứ xong xuôi lại bình thường và nó lại tiếp tục thì cưỡng chế lần này cưỡng chế khác. Thế mạnh hơn, dứt hơn, vì đây nó thuộc về danh dự của quốc phòng với cả công an công trình A1, cho nên là nó sẽ, tôi đoán là nếu như nó khôn thì nó sẽ tháo gỡ cách là nó tạm thời tuyên bố xóa cờ, tức là cái quyết định khởi tố lần trước đấy là thôi tạm, nó có cái chữ tạm đình chỉ, thế xong người tạm về bình yên để cho nó qua 30/4, cho nó qua 30/4 mà thì nó cần cái tháo cái ngòi nổ trước 30/4, đấy là cái điều quan trọng nhất. Thế sau đó thì nó là cờ mới bắt đầu, nó lại là công trình này mẹ A1 rồi A0 thì xong là bắt tìm cớ bắt biết hết mọi người. Bởi vì người dân không thể đoàn kết lâu, nắm ngón tay lâu được. Thế rồi bản thân người dân cũng có những mâu thuẫn nọ, những cái kia, những cái quyền lợi họ kia, tất cả thứ vào chia tách, thậm chí thay đổi toàn bộ chính quyền xã, hết các thứ mới. Còn nếu mà không khôn thì nó vẫn để nguyên thế nhưng nó sẽ tiếp tục gọi là hạ mức nữa, đối thoại lại khác nữa. Theo vị này, sợ gì người dân nổi nóng và có phản ứng dữ dội như vậy, không chỉ vì vấn đề đền bù không thỏa đáng, mà do hành tung mang lựu đạn cay, mang các loại vũ khí gây tổn thương của lực lượng cảnh sát cơ động trong lúc tiến vào xã Đồng Tâm. Đặc biệt, kiểu mang biển số xe giả khi hành quân vào Đồng Tâm là một cách đối xử với kẻ thù chứ không phải là của công an, nhà nước đối xử với nhân dân. Chính vì vậy, khi phát hiện ra những loại vũ khí trong các xe cảnh sát cơ động, người dân đã mất hết kiên nhẫn và sự kiềm chế, họ đã phản ứng theo cơn giận. Nhưng vị này cũng nói rằng, cơn giận của người dân Đồng Tâm là có lý lẽ của nó, chứ không đơn giản chỉ là sự bốc đồng tập thể hay cố ý gây rối như các báo trong nước đã nói. Bởi vì sự nóng giận của người dân đã bị kích thích đến tột độ, khi nhà cầm quyền thay vì thương lượng, xoa dịu và xin lỗi dân, bởi họ sai trái thì ngược lại, họ tiếp tục có hành vi ám hại nhân dân bằng bạo lực công an. Điều này nằm ngoài sức chịu đựng của người dân xã Đồng Tâm, cũng như nhiều dân oan mất đất khác. Và cho đến thời điểm hiện tại, khi chúng tôi đang thực hiện bài tường trình này, sức nóng câu chuyện ở Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội vẫn chưa hề lắng xuống. Công xã Paris Đồng Tâm
là nhan đề bài viết của blogger Phạm Chí Dũng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Kỷ niệm 20 năm chẳng của cuộc nổi dậy Thái Bình năm 1997, bộ chính trị đảng như lên ruột trước một cơn cuồng phong mới, Đồng Tâm 2017. Một hình ảnh hoàn thiện tái hiện dĩ vãng cũng bùng lên từ nguồn cơn giới nha lại địa phương tham nhũng đất đai, tham ô đủ thứ và nhũng nhiễu nông dân, cũng đê vỡ toát trước con sóng trào phẫn uất vượt cả giới hạn sợ hãi của người dân, cũng một tinh thần đoàn kết và đồng lòng, đồng tâm cao độ tới bất ngờ của nông dân, như thể một sự xúc phạm quá lớn đối với cảnh nạn phân hóa rã đám trong hệ thống chính quyền và công an trị thời nay. Nhưng khác biệt cũng không nhỏ, giờ đây không còn là Quỳnh Phụ cách Hà Nội hàng trăm cây số, mà cái tên Đồng Tâm thình lình hiện ra ngay tại thủ đô, tạo dấu ấn chưa từng có kể từ thời Hà Tây về Hà Nội. Hà Nội lại là ngự phủ của toàn bộ giới lãnh đạo chắp bù, hiểm họa cách mạng tháng 8 đang quá kề cổ. Và cũng khác hẳn với quá khứ, với một số lần người dân các nơi bắt giữ lẻ tẻ vài ba công an viên trong một số vụ việc bất công và bức xúc gây ra bởi chính quyền, cái tên Đồng Tâm đã tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên người dân dám bắt giữ cả một đơn vị cấp trung đội, cảnh sát cơ động của Công an Hà Nội. Trong đó có cả đồng chí trung đoàn trưởng cảnh sát cơ động và đồng chí phó trưởng công an huyện Mỹ Đức mặc thường phục. Ở vào thế cùng kiệt về kế sinh nhai lẫn sinh mạng, nông dân chỉ còn biết hành động, người đổi người. Hãy đừng bao giờ cho rằng những nông dân hiền hòa ở xã Đồng Tâm ấy chỉ trực chờ nổi loạn chống chính quyền. Theo cách mà bộ máy tuyên truyền của công an, tuyên giáo và giới dư luận viên mất sạch liêm sĩ luôn trực chờ tung ra. Thử hỏi khi vùng đất Đồng Tâm đang yên lành, nếu không có chuyện Đỗ Mười, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, ký một quyết định thu hồi hơn 47 hectare đất nông nghiệp của nông dân Đồng Tâm từ năm 1980 để phục vụ dự án an ninh quốc phòng và sân bay Miếu Môn, làm sao có thể phát sinh hậu quả ghê gớm như ngày hôm nay? Thử hỏi, nếu không có chuyện chính quyền quyền Mỹ Đức, sau khi nhận lại số đất nông nghiệp trên từ Lữ đoàn 28 của quân chủng phòng không không quân do sân bay Miếu Môn không làm được, nhưng lại nhập nhèm suốt 10 năm từ năm 2007 tới nay mà không làm quyết định giao đất cho bà con nông dân, trong khi lại xảy ra hàng loạt vụ việc, một số quan chức địa phương bảo kê cho người thân chiếm dụng đất và giờ đây còn định để cho tập đoàn viễn thông quân đội, tức Viettel, cướp đất của dân. Làm sao bà con nông dân lại phải ròng rắn kéo nhau khiếu kiện, đông người trong ròng rã nhiều năm trời? Và thử hỏi, nếu không có chuyện giới công an trị sử dụng biện pháp nghiệp vụ, mà thực chất là thủ đoạn điều hổ ly sơn để bắt giữ trái phép một số đại diện của dân xã Đồng Tâm, làm sao người dân xã này lại phải nghĩ đến việc bắt giữ lại các cảnh sát cơ động và quan chức công an để trao đổi tù binh? Đồng Tâm lại đang trở thành một phiên bản của Ô Khảm. 6 năm trước, cái làng nhỏ Trung Quốc chưa hề có tên trên địa đồ thế giới ấy, thậm chí đã được báo The New York Times ví như Công xã Paris Ô Khảm. Công xã Paris Ô Khảm. Năm 2011, Ô Khảm thuộc huyện Lục Phong, Quảng Đông đã nổi lên đánh đuổi lũ cường hào ác bá cộng sản, ăn chặn của dân và tham nhũng đất đai ra khỏi làng này. Ô Khảm còn vùng lên dữ dội hơn nhiều sau khi một người đại diện cho dân làng là Tiết Cẩm Ba bị công an Trung Quốc tống giam và chết thảm trong tù vì bị tra tấn. Nguồn cơn gây sóng trào phản kháng của dân giữa Ô Khảm và Đồng Tâm là y hệt nhau, chính quyền. 50 lần là chênh lệch giữa giá bán đất ra thị trường mà chính quyền đã toa rập cùng doanh nghiệp để thu lợi bất chính so với giá bồi thường đất cho nông dân. Khi đó, cũng như Đồng Tâm đương đại, Ô Khảm bị chính quyền khống chế và cô lập. Bên trong thì cắt điện, bên ngoài thì chặn Internet và giới truyền thông, đồng thời sử dụng đến vài ngàn công an và quân đội vây kín. Chỉ có điều, công xã Paris Ô Khảm đã giành thắng lợi lớn. Cuộc đấu tranh quyết liệt, bền bỉ và sáng tạo của 13.000 người dân Ô Khảm quyết tâm đi bộ đến tận Bắc Kinh để khiếu kiện đã khiến cho Thủ tướng Trung Quốc thời đó là Ôn Gia Bảo phải ngã lòng chuyên chính. Thế rồi Bộ Chính trị Trung Quốc bắt buộc phải nhân nhượng. Ít ngày sau, Ô Khảm đã ghi danh vào lịch sử dưới ách cai trị của Đảng Cộng sản là làng đầu tiên ở Trung Quốc được tiến hành bầu cử tự do, với người phụ trách làng được chính nhân dân bầu ra. Đồng Tâm cũng có thể được như Ô Khảm, bức xúc lên đến đỉnh điểm. Tinh thần đoàn kết cùng ý thức tổ chức cao của 6.000 nông dân Hà Nội có thể tạo nên một công xã Paris ngay trong lòng thủ đô. Không những thế, tiếp ngay sau phong trào biểu tình phản kháng Formosa và phản đối chính quyền của vài chục ngàn ngư dân, giáo dân ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình, vụ Đồng Tâm đang phát ra tín hiệu bùng nổ dây chuyền.
một vết dầu loang cực lớn ở một số tỉnh thành miền Bắc, những nơi đã tích tụ đủ phẫn uất trước nạn cường hào ác bá và đã tích lũy đủ mầm mống để vào bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành khởi nghĩa. Vẫn là một câu ngạn ngữ thời nay, nếu cho chính quyền cộng sản cả sa mạc, chính quyền đó vẫn phải nhập khẩu cát. Trong nhung nhúc các nhóm lợi ích trong một chế độ, ăn của dân không chừa thứ gì, bao giờ cũng vẫn là quá muộn. Các tác nhân việc theo tiếp tay khiến nông dân bị bần cùng hóa hoàn toàn, xứng đáng bị giới tiêu dùng ở Việt Nam và quốc tế tẩy chay. Để khi đó đừng mong đợi hão huyền quân đội sẽ ra tay trấn áp các lực lượng thù địch. Không, kể từ thời quả bom Đoàn Văn Vương nổ tung ở Hải Phòng năm 2012, đã và sẽ chẳng có quân đội nào chịu biến thành công cụ hèn tuổi để bảo vệ cho giới quan chức tiền trên bàn thờ, đàn áp và chống lại nhân dân, những người đã sinh thành mình. Một số người dân ở một thôn của tỉnh Bắc Ninh đưa thông tin lên mạng xã hội cho hay trong ngày 20 tháng 4 đã có đụng độ giữa dân và nhà chức trách do tranh chấp đất đai. Địa điểm xảy ra đụng độ là thôn Vọng Đông, xã Yên Trung thuộc huyện Yên Phong của tỉnh. Nơi này chỉ cách ranh giới với Hà Nội chưa đầy 10 km. Thông tin của người dân trên Facebook được nhiều nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội chia sẻ, chứa các bức ảnh và video cho thấy nhiều người dân và cảnh sát cơ động đã đối đầu. Số người của cả hai bên ước tính lên đến hàng ngàn người. Người dân nói chính quyền đã tìm cách thu hồi đất với giá đền bù rẻ mạt ở khu ruộng 14 mẫu có tên là Đồng Cốc. Họ khẳng định vẫn canh tác ở đó và nộp thuế đầy đủ qua nhiều thế hệ. Dẫn luật đất đai, người dân xác định đất của họ là ruộng lâu dài, nhưng vì một lý do nào đó còn chưa được làm sáng tỏ. Cách đây 3 năm, ông trưởng thôn, người này đã từ chức, đã ký một biên bản biến khu đất đó thành ruộng công ích. Việc làm này không thông qua một cuộc họp với dân, không có sự đồng ý và chữ ký của dân. Họ khẳng định sự thay đổi này là sai luật đất đai 2013. Điều này dẫn đến hậu quả là khi chính quyền dự định lấy khu đất hơn 50.000 m2 của Vọng Đông để làm một khu công nghiệp, người dân có thể bị thiệt hại khoảng 22 tỷ đồng, gần 1 triệu đô la. Thời gian gần đây, người dân đã gửi đơn khiếu kiện, chính quyền đã tìm cách đối thoại, nhưng hai bên không đạt được thỏa thuận do người dân không chấp nhận mức giá đền bù mới đề xuất là 21.000 đồng 1 m2. Ngày 20 tháng 4, hàng trăm cảnh sát cơ động đã cưỡng chế khu đất. Xô xát đã xảy ra nhưng đến cuối ngày, chính quyền chưa lấy được đất. Nhà hoạt động Đường Văn Thái, người sống ở Hà Nội cách Vọng Đông 5 km và có bạn bè là người địa phương, gửi nhờ đăng thông tin lên Facebook cho VOA biết thêm. Hiện nay là bà con cũng đã ra về và hiện nay là ở nhà cầm quyền của Bắc Ninh đã bắt bớ khoảng 10 người và đánh bị thương một cụ già và đánh một người dân bị gãy tay. Thế nhưng mà bà con thì có nghĩa là giải tán cái đám đông đấy thôi, chứ còn thì hiện tại thì bà con vẫn đang cắm chốt ở cái vùng đất đó. Chính quyền chưa lấy và hiện nay thì bà con cũng quyết tử để giữ đất. Thậm chí họ đã mua một số những cái quan tài và họ đã đang đốt hương sẵn ở ngoài đó. Họ dựng lều, dựng trại ở ngoài khu đất đó để họ giữ đất. VOA đã cố gắng liên lạc với các quan chức địa phương để kiểm chứng thông tin vào chiều muộn cùng ngày, song không có kết quả. Vụ việc mới nhất này xảy ra vào lúc đối đầu cũng liên quan đến tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km, vẫn bế tắc trong 6 ngày qua. Người dân ở Đồng Tâm đã chống trả một nỗ lực cưỡng chế đất vào ngày 15 tháng 4. Hiện giờ họ đang cố thủ trong thôn Hoành, cầm giữ 20 người gồm nhiều cảnh sát cơ động và một số cán bộ địa phương. Nhà chức trách trong những ngày qua đã không cho báo chí chính thống đăng các bài chi tiết về vụ Đồng Tâm, trong khi mạng xã hội có nhiều thông tin không được kiểm chứng, thậm chí trái ngược nhau về những diễn biến ở đó. Tuy nhiên, ông Đường Văn Thái cho hay, người dân ở Vọng Đông Bắc Ninh không hề biết về vụ Đồng Tâm. Hầu như là mọi người dân ở đây họ rất là thuần túy, bởi vì ở đây là cái vùng nông nghiệp thuần túy và họ ít va chạm với mạng xã hội, bởi vì là ở xung quanh cái khu vực đó là dân là làm làng nghề, họ cũng suốt ngày là cắm đầu vào công việc, cho nên là họ cũng ít để ý cái chuyện mạng xã hội. Cho nên là cái thông tin lan tỏa nó rất là hạn chế. Ông Thái từng làm việc cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng và Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, nhưng đã từ bỏ đảng và nghỉ việc nhà nước từ năm 2015 do thấy những bất công trong các hoạt động thu hồi và đền bù đất đai của nhà nước. Hiện nay, ông tích cực hoạt động vì quyền đất đai của người dân. Tranh chấp đất đai ở Việt Nam đã liên tiếp xảy ra trong những năm gần đây, thậm chí có vụ dẫn đến bạo lực chết người như ở Đắk Nông hồi tháng 10 năm 2016. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã kêu gọi Quốc hội sửa luật đất đai, công nhận quyền tư hữu